Kính chào quý vị đang đến với chương trình Kết nối không giới hạn, chương trình được đồng hành cùng với IT Today của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, ở các số phát sóng kỳ trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị những thông tin về sự chuẩn bị của thành phố để xây dựng đô thị thông minh, trong đó có việc triển khai thí điểm hơn 1.000 camera phục vụ bước đầu cho công tác giám sát giao thông và an ninh. Và thời gian qua thì những chiếc camera này đã thể hiện được sự đắc lực của mình khi hỗ trợ các cơ quan nhà nước điều hành các hoạt động đời sống như là đi lại, mua sắm, vui chơi được thông suốt và an toàn. Không chỉ hết sức thông minh khi làm trợ thủ cho hệ thống chính trị, những chiếc camera như thế này dần đi vào đời sống của nhiều người, giải quyết được nhu cầu bảo mật an ninh, kiểm soát truy cập và giám sát hiệu quả tại các tòa nhà, văn phòng, hộ gia đình như hiện nay. Và đó cũng là câu chuyện mở đầu cho chương trình Kết nối không giới hạn kỳ này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu CW Research, thị trường Việt Nam đứng top đầu trong khu vực về tốc độ phát triển hệ thống giám sát an ninh. 6 tháng đầu năm 2020, theo ghi nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông, việc phát triển thị trường an toàn an ninh mạng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực với 84 doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin mạng. Đó cũng là lý do mà Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT Technology đã tập trung nguồn lực nghiên cứu và cho ra mắt giải pháp giám sát ngôi nhà thông minh Home Vision. Không chỉ có chiếc camera đơn độc thường thấy, giải pháp này còn bao gồm cả nền tảng quản lý dành cho nhà cung cấp và ứng dụng trên thiết bị di động thông minh dành cho khách hàng. Như vậy, người dùng vừa có thể chọn lựa loại camera theo nhu cầu trong nhà hoặc ngoài trời với những hình ảnh rõ nét, thậm chí cả ban đêm, vừa tích hợp được với hệ thống khác như quản lý nhà thông minh, v.v. Rõ ràng với những hỗ trợ của thành tựu công nghệ cộng thêm nhu cầu giám sát an ninh ngày càng phổ biến ở nước ta thì sự xuất hiện của các camera nói riêng và những giải pháp nhằm tăng tính an toàn cho đời sống thì càng phát triển. Và để chúng được vận hành thông suốt, cần thiết phải có một cơ sở hạ tầng hiệu quả đi kèm, nhất là hạ tầng mạng kết nối. Ngày nay, chỉ cần có một thiết bị thông minh trong tay, quý vị rất dễ dàng để kết nối mạng. Thông tin, kiến thức của cả thế giới thu về trong vài cử động ngón tay. Nhưng nếu tốc độ truy cập vẫn y ạch thì sao? Hoặc bạn đang gọi thoại bằng ứng dụng Viber, Zalo nhưng đi từ phòng này qua phòng khác đã không còn kết nối được nữa. Từ nhu cầu đó, đội ngũ kỹ thuật viên của VNPT Technology đã bắt tay vào nghiên cứu một giải pháp có tên là Mesh Wi-Fi hay còn gọi là công nghệ Wi-Fi dạng lưới. Nó làm hệ thống gồm các thiết bị phát sóng Wi-Fi. Ngoài ra có thêm các phần mềm quản lý thiết bị, điều khiển thiết bị và cái hệ thống quản lý trên nền tảng đám mây cho phép là người dùng có thể quản lý truy cập cũng như là kiểm soát cái thiết bị từ tại nhà cũng như là trên từ xa. Hiểu một cách đơn giản, chỉ với thiết bị và vài thao tác kết nối, thiết lập tham số, người dùng có thể sử dụng Internet với tốc độ nhanh và mọi nơi trong khu vực mà không sợ bị ngãn mạng, điều mà các loại Wi-Fi trước đây chưa đáp ứng được. Cái công nghệ Wi-Fi thì khá là phổ biến, tuy nhiên thì cái đặc thù của Việt Nam là cái địa hình triển khai nó sẽ là khá khác nhau, mà chỉ có thị trường Việt Nam mới có. Ví dụ như ở Việt Nam thì có những cái kiểu nhà như là chung cư là trên một mặt sàn, tuy nhiên cũng rất nhiều cái phổ biến là nhà ống nhiều tầng. Thế thì những cái hãng, kể cả những hãng nước ngoài mặc dù có thể người ta có thâm nhập thị trường Việt Nam nhưng người ta không khó thể đáp ứng được những cái nhu cầu đặc thù như vậy. Thì bên chúng tôi về đơn vị là tự nghiên cứu thiết kế và sản xuất thì có thể đáp ứng được, có thể tự chủ làm những cái đáp ứng những yêu cầu đó và phù hợp với những nhu cầu đặc thù Việt Nam. Một sản phẩm của người Việt được thiết kế phù hợp với nhu cầu của người dùng Việt. Có thể thấy rằng, trong nhiều nỗ lực để xây dựng thành phố thông minh, những giải pháp như thế này xứng đáng được trân trọng và tôn vinh.